là to. Và mưa, và xe. Chào các bạn. Trời thì đang vừa mưa, vừa lạnh, vừa rét. Đường vắng tanh. Bây giờ là 9 giờ tối, là rất là muộn ở Nottingham rồi đấy. Nhưng mình vẫn đang đi bộ ngoài đường. Rất là đen. Hôm nay lại còn đi học xong rồi quên mang ô. Thế là phải vừa đội cái túi ni lông này. May mà còn trong ba lô lên đầu suốt. Và tìm kiếm rất là nhiều hàng để mua một chiếc ô. Và lựa chọn duy nhất của mình là chiếc ô này. Vừa mua ở Waitrose, một siêu thị khá là đắt. Và mình đã vừa phải bỏ ra tận 12 đồng, tức là 360.000 cho một cái ô như thế này. Trời đất ơi, bình thường các cái ô khác nó chỉ khoảng 4, 5, 6 đồng là cùng thôi ấy. Tức là cái này đắt khoảng gấp đôi, gấp 3 lần. Nhưng mà thật sự là mình không còn cái sự lựa chọn nào khác cả. Nếu không thì đi về sẽ ướt hết cả người. Mà áo lại còn không có mũ. Giả sử áo mà không thấm nước như này mà có mũ thì thôi mình cũng đành đi về nhà cũng được. Nhưng mà áo lại còn không có mũ, nên là đành phải hy sinh một khoản tiền rất lớn để mua thêm một cái ô nữa. Chắc đã có ô rồi, đen vãi chửa. Thôi, đây là kỳ sự ở nước ngoài trong một ngày đen đủi mà đôi khi chúng ta không thể tránh được. Mình đã vừa trở về từ chuyến đi bão táp. Ngoài kia trời vẫn rất là, mưa rất là to. Đã không đến mức to lắm nhưng mà mưa và lạnh. Thế nên là bây giờ mình sẽ phải đối xử bản thân tốt một chút. Mình sẽ ăn bánh. Chiếc bánh su ngập tràn sô-cô-la này. Và dâu. And then let's eat. Trời ơi, lạnh quá, mũi đỏ hết lên rồi. Nào, chúng mình sẽ cùng ăn cái chiếc bánh sô-cô-la siêu to khổng lồ này. Để bù đắp lại cái nỗi đau đớn của việc vừa tiêu 12 bảng 360.000 cho một cái ô bé 12 đồng. Với 12 đồng mình có thể mua rất nhiều đồ ăn ở Aldi hoặc là Tesco rồi. Vậy mà thật đau lòng. Buồn quá. Buồn quá các bạn ạ. Nhưng mà không sao, mình sẽ bù đắp lại cho bản thân bằng đối xử tử tế với bản thân bằng việc ăn một chiếc bánh này. Ten ten. Rất là ngon. Lần này thì mình chắc chắn là nó ngon bởi vì đã từng ăn nó rồi. Đây, trời ơi, bạn nhìn đi, to như thế này mà chỉ có khoảng 50.000 một cái bánh to như thế này. Mình sẽ vét cái sô-cô-la ở đây đã, nó đỡ phí. Trời ơi, ngập tràn sô-cô-la ngon dã man luôn ý. Nữa. Wow. Không hiểu sao vừa rồi trong một giây phút mình lại hơi cảm thấy vị mắm tôm.
không biết có phải vì mùm lẫn nước mưa lúc nãy với kèm với sô cô la nó thành ra vị đấy không, nhưng mà bây giờ lại ngon rồi. Bác có thể thử, lần sau có thể thử há mồm một chút nước mưa xong ăn sô cô la xem nó có gia vị mắm tôm hay không. Đấy. Đây rồi. Bây giờ mình sẽ sục một cái bánh này một cách không thương tiếc. Ngon không? Cảm giác như kiểu cái lớp ở trên nó giống một lớp choco pie nhưng mà nó vẫn ướt ý. Kiểu choco pie thì nó bị khô rồi đúng không? Còn cái lớp này nó như kiểu choco pie nhưng mà nó rất là ướt và mềm và mới. Cốt bánh rất là mềm, nó ướt ấy. Trên này có cả sô-cô-la cứng nữa này. Mình là một con nghiện bánh. Hồi trước ở Việt Nam ăn bánh rất là nhiều, rất là tốn tiền cho bánh. Sau ngày đi ăn hàng bánh mà bánh khá là đắt. Nếu mà ăn bánh ngon một miếng nhỏ nhỏ 40-50 nghìn là rẻ, không cũng rẻ bình thường. Còn nếu như đắt hơn 70-80 nghìn, dùng một cái bánh này to như này chắc phải trăm mấy 200. Mình đang nghĩ là sang đây đồ ăn đắt hơn, mình có thể tranh thủ giảm cân. Nhưng mà không, nó rẻ hơn mình nghĩ rất là nhiều. Nó đáng buồn. Nhưng mà tích cực chính là bởi vì nó rẻ hơn nên là mình phải tranh thủ ăn hết các loại bánh ở đây trước khi mà về nước. Ngon quá. Hôm nay cũng rất là đói. Cả ngày hôm nay sáng ăn mỗi hai cái bánh ngọt của Tesco hôm qua, hai quả chuối và một hai quả dâu, và đến tận bây giờ. Và sáng nay thì mình đã học để mình ăn. Mình ăn từ sáng lúc 11 giờ trưa, sau đấy mình đi siêu thị đến 12 rưỡi, xong rồi mình vội vã về nhà rồi lại đi học. Đi học suốt từ 2 giờ đến 5 giờ chiều. Rồi lại vạ vật ở thư viện để sạc điện thoại và để chợp mắt một chút, và lên trang web xem các thứ chương trình học. Sau đấy lại đi tập một lớp Jiu-Jitsu ở chỗ thể thao của trường từ 7 giờ đến 8 rưỡi. Và bây giờ là khoảng 9 rưỡi rồi mới ăn. Đấy, một ngày làm rất là nhiều thứ, rất là đói rồi. Mình còn ngon.
nhất là lại còn vừa trải qua một cái chuyển đi giông bão về nhà. Thật sự đau lòng của việc tiêu 12 đồng cho một cái ô. Quá là đau lòng. Với 12 đồng mình có thể mua được 8 cái bánh này rồi. Buồn không? Nhưng mà có một sự thật là đôi khi kiểu sự gì, việc gì nó đã xảy ra rồi thì nó cũng không thể thay đổi được ấy. Thay vì việc mình cứ tiếp tục đau lòng về việc đấy, một việc không thể thay đổi được, thì mình nên nghĩ về mặt tích cực của nó. Mặt tích cực của việc mua ô vừa xong là ít nhất về nhà mình đã không bị ướt sũng hết này. Cái ô đấy khá là đẹp và nó chắc chắn hơn cái ô 4 đồng lúc trước mình mua. Nó đắt gấp 3 lần mà. Đó. Và mình sẽ có hai cái ô để thay đổi, hoặc là để nhỡ quên, hoặc là để trong hai cái túi. Đấy. Ok. Một cái túi, một cái ô để hợp thời trang hơn. Đấy là mặt tích cực của việc này. Và có thêm một chuyện để nói, thêm một kỷ niệm. Đấy, rất nhiều điểm tích cực mình nên nghĩ. Còn tiền đôi khi mất rồi mình cũng không thể lấy lại được. Thôi, mình ăn tiếp đây, nhưng mà mình sẽ tạm dừng ở đây. Tạm dừng video một hôm khác với một món ăn khác mình sẽ quay trở lại. Tạm biệt các bạn.